Cuộc chiến săn xe tải trên đường mòn Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, đường Trường Sơn hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh là con đường mòn đi xuyên qua những cánh rừng mưa nhiệt đới ở vùng phía nam Cán Chảo Lào. Vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là từ năm 1959, con đường này được quân ta dùng để vận chuyển lương thực, vũ khí và đưa các chiến binh vào chiến trường, mang trên mình nhiệm vụ quan trọng, nên mọi cố gắng của chúng ta đều gắn chặt vào việc bảo vệ và duy trì tuyến đường mang tính sống còn. Còn phía Mỹ thì lại cố gắng dùng mọi cách để phá hủy, xóa sổ con đường này. Từ đó, cuộc chiến săn xe tải trên đường mòn Hồ Chí Minh trở nên rất cam go. Vậy cuộc chiến đó diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Con đường huyền thoại và những chiếc xe tải. Vào năm 1959, Đảng Lao động Việt Nam, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thông qua Nghị quyết 15. Nghị quyết này đã xác định con đường giải phóng miền Nam là phải dùng bạo lực cách mạng. Ngay lập tức, Đảng đã cử Đại tá Võ Bẩm tổ chức binh đoàn vận tải 559 để mở con đường với mục đích đưa người và vũ khí vào chiến trường miền Nam. Lập tức, chúng ta đã đưa người và phương tiện vào khai phá và mở rộng con đường từ Bắc vào Nam. Thoạt đầu, tuyến đường của Đại tá Võ Bẩm chỉ có thể vận chuyển vài tấn hàng hóa dựa vào những chiếc xe đạp trên lưng động vật như trâu, bò, voi hoặc bằng sức người mang vác. Nhưng sau khi được mở rộng, chỉ trong thời gian chưa đến 10 năm, bằng sự quyết tâm, đoàn kết, tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đã có chiều dài trên 20.000 km và vận chuyển bằng xe tải là chủ yếu. Thậm chí vào các năm cuối của cuộc chiến, con đường đã không còn là con đường mòn quanh trong rừng rậm như trước. Các đoàn xe vận tải của ta đã có thể di chuyển với tốc độ nhanh trên các con đường rộng 5-6 mét với cây cối ngụy trang bên trên. Tuyến đường xuất phát từ khu vực đèo Mụ Dạ, đi sang vùng lãnh thổ Lào và chạy xuống phía Nam. Tại vùng 1 chiến thuật, tuyến đường có một nhánh rẽ vào vùng thung lũng A Sầu. Tại vùng 2, tuyến đường rẽ một nhánh vào khu vực ngã ba Đông Dương. Tuyến đường sau đó tiếp tục được mở rộng khi đi qua vùng lãnh thổ Campuchia và tại vùng 3, rẽ vào vùng Tây Ninh. Theo thống kê thì chỉ riêng ở Lào, quân giải phóng có đến khoảng 2.500 đến 3.000 chiếc xe tải. Ở giai đoạn đầu, xe cộ thường chạy ban ngày. Tuy nhiên, do Mỹ tăng cường kiểm soát bầu trời đã làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động giao thông, nên quân giải phóng quyết định chuyển hoạt động vận tải từ ngày sang đêm. Cứ mỗi đêm có khoảng 500 đến 1.000 chiếc hoạt động. Mỗi xe tải có thể vận chuyển khoảng 4 tấn hàng hóa. Trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, có nhiều nơi mà không quân Mỹ không thể khám phá và chúng càng không biết được điều gì bên dưới. Có chỗ do cây cối che khuất, còn những chỗ mà cây cối không thể che khuất. Các công binh đã sử dụng những vòng cây nhân tạo bằng tre để che đi mọi dấu vết bên dưới. Những năm về sau của cuộc chiến, phía Bắc thậm chí đã di chuyển những chiếc xe tăng trên tuyến đường. Thế mà không quân Mỹ vẫn bị che mắt và không hề phát hiện ra, trong khi chúng có một đội có nhiệm vụ chuyên truy lùng các chiếc xe tải. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ này, mọi thắng lợi của ta đều phụ thuộc vào con đường mòn Hồ Chí Minh có lưu thông hay không. Quá trình vận chuyển này không hề dễ dàng. Có những đoạn đi bằng xe, có đoạn bằng tàu thuyền nhỏ, có đoạn bằng trâu, bò hoặc voi vận chuyển. Nhưng phần lớn là bằng xe tải, cho nên xe tải là con mồi mà Mỹ tìm kiếm. Để vận chuyển được hiệu quả, giảm rủi ro, binh đoàn vận chuyển 559 đã tổ chức công tác vận chuyển theo kiểu con thoi trên từng tuyến trạm, chứ không đi một mạch, và chủ yếu di chuyển vào ban đêm để tránh sự dòm ngó và lùng sục của các máy bay không quân Mỹ. Các tay lái lụa của ta sẽ phải thường xuyên đi vào ban đêm trên cùng một tuyến đường quen thuộc từ trạm này sang trạm khác rồi lại quay về, nên họ đã quá quen thuộc với con đường. Họ thuộc và nhớ rõ đến từng đoạn cua quẹo, từng gốc cây, từng ổ gà. Phải nói các tài xế bấy giờ cũng là những chiến sĩ gan dạ. Và những hôm trăng sáng, tất cả sẽ di chuyển mà không cần bật đèn, mà lợi dụng các đám mây thấp, sương mù để tránh máy bay Mỹ. Khi hoàng hôn buông xuống là các tuyến xe bắt đầu khởi động và hoạt động mạnh dần đến 3 giờ sáng. Sau đó sẽ giảm dần từ 3 giờ sáng đến khi sương bắt đầu tan. Tất cả các giai đoạn như chất hàng lên xe, vận chuyển đến trạm mới, xuống hàng và che giấu để đoàn xe ở bên trạm mới đều phải xong trước khi trời sáng để tránh ăn bom của Mỹ. Thoạt đầu nhìn vào thì tưởng rằng lộn xộn phức tạp, nhưng lại rất hiệu quả. Cuộc săn lùng tốn kém. Vào năm 1966, giáo sư Roger Fisher của trường luật Harvard đã đề xuất thiết lập hàng rào ngăn chặn
nhằm ngăn chặn chi viện của miền Bắc và miền Nam. Mùa hè năm đó, nhà khoa học xuất sắc của trường đại học Harvard và đại học MIT của Mỹ đã đến Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm tìm giải pháp kỹ thuật hiệu quả ở chiến trường miền Nam Việt Nam. Các nhà khoa học này thuộc nhóm Jason Group, một nhóm gồm các nhà khoa học lỗi lạc được chính phủ Mỹ mời tham gia chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật cho chính phủ. Các nhà khoa học này cho rằng việc ném bom ở miền Bắc Việt Nam đã không có tác động gì nhiều đến cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam, thậm chí còn có thể khiến người dân Mỹ lẫn mọi người trên thế giới sẽ phản đối lại chính phủ. Chính vì thế, thay vì tiếp tục ném bom miền Bắc, nhóm này đã hỗ trợ chính phủ thiết lập hàng rào điện tử McNamara nhằm săn xe tải trên đường mòn Hồ Chí Minh. Vào năm 1968, do chúng ta tăng cường chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, nên hoạt động đoàn xe vận tải trên tuyến đường cũng tăng lên. Chúng ta đã phải mạo hiểm tổ chức thành các đoàn nhỏ, di chuyển cả vào ban ngày để kịp thời tiếp tế. Mối nguy của các xe tải lúc này là từ các máy bay tiền tiêu FAC-OV-10 Bronco của địch. Đây là loại máy bay có tốc độ vừa phải, nhưng nhỏ gọn nên chúng có thể bay thấp để thăm dò, trinh sát. Mỗi khi phát hiện khả nghi hay xe tải của sẽ lập tức gọi các máy bay ném bom đến oanh kích mục tiêu. Như thế, Mỹ đã phải dày công nghiên cứu cách để truy lùng được những chiếc xe tải của quân giải phóng. Và dĩ nhiên, điều này có tác dụng. Việc này đã khiến cho các đoàn xe của ta phải hạn chế đi vào ban ngày để tránh tổn thất. Đến tháng 11 năm 1968, không lực 7 của Mỹ đã khởi động chương trình có mật danh chiến dịch là Commando Hunt Campaign, nhằm truy lùng và tiêu diệt các xe tải của quân giải phóng di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh. Năm 1970, máy bay tiền tiêu FAC, các máy bay trinh sát đêm Kasna-02, hơn 20.000 thiết bị cảm biến điện tử có tên là cây nhiệt đới, được Mỹ sử dụng pin cực kỳ tinh vi, có mật danh Igloo White, đã được giải khắp các tuyến đường Trường Sơn để giám sát sự di chuyển của quân giải phóng. Các thiết bị cảm biến Igloo White, các máy bay do thám, sau khi ghi nhận tín hiệu, sẽ chuyển đến trung tâm tiếp nhận và xử lý tín hiệu đặt tại sân bay Nakhon Phanom, Thái Lan. Đây là trung tâm của lực lượng đặc nhiệm Alpha, Task Force Alpha, có diện tích lên đến hơn 60.000 m². Tại đây, các dữ liệu sẽ được các máy tính IBM 360/65, đây là các máy tính mạnh nhất lúc bấy giờ, phân tích. Với các dữ liệu trên, đội Alpha có thể tính toán và xác định được số lượng xe tải, thời gian, địa điểm mà đoàn xe đang di chuyển hàng đêm. Một nhân viên phân tích khi đó đã huênh hoang nói rằng: "Chúng tôi cài hệ thống cảm biến khắp nơi trên đường mòn Hồ Chí Minh, giống như bàn bóng bàn, và chúng tôi có thể cày sới hàng đêm." Trên lý thuyết, với hệ thống này, các chuyên gia Mỹ có thể phân tích, theo dõi từng chiếc xe tải, tính toán được vị trí tiếp theo xe đến. Nếu vị trí cảm biến kế tiếp không nhận được tín hiệu, nghĩa là đoàn xe đã dừng lại. Ngay lập tức, các loại máy bay quanh kích khu vực sẽ đến ném bom phá hủy. Vậy là để tiến hành cuộc săn lùng này, Mỹ đã dùng đến những người giỏi nhất, những thiết bị hiện đại nhất và chi phí cực kỳ cao. Theo tính toán, công trình hiện đại này đã tiêu tốn tới 2 tỷ Mỹ kim. Sau khi xây dựng xong, các anh Mỹ đã vỗ ngực rêu rao rằng: "Một con chuột cũng không qua lọt, nói chi đến quân đội Việt Nam." Cuộc chiến giữa kỹ thuật và sự sáng tạo. Có lẽ cả thế giới phải kinh ngạc trước cách mà chúng ta đã vô hiệu hóa các công trình tiền tỷ săn xe tải của Mỹ. Quân giải phóng đã lùa đàn gia súc đi qua đi lại khu vực tình nghi của các cây nhiệt đới, treo các túi nước tiểu lên các cành cây để hạn chế thiết bị dò mùi, dùng phế liệu kim loại để lừa máy phát hiện vũ khí. Thậm chí, quân giải phóng còn hắt nước tiểu khắp đường đi càn, khiến các loại máy dò hơi người phát tín hiệu báo động liên tục và Mỹ lâm vào tình thế hoang mang tột độ, không biết là đúng hay sai. Còn các cây nhiệt đới vinh dự được lực lượng công binh di chuyển đến vị trí cần làm đường và tạo ra chấn động giả để Mỹ tưởng rằng bộ đội ta và thanh niên xung phong ở đó. Và sau đấy, các anh chị công binh chỉ cần ngồi chờ Mỹ ném bom rồi nhanh chóng ra san lấp lại là xong. Phải nói là nhờ có bom Mỹ mà việc mở đường dễ hơn rất nhiều, lại không tốn sức. Tại các điểm lửa còn khéo léo sắp xếp xăng, dầu, vật dễ cháy để khi máy bay Mỹ ném bom thấy bốc cháy ngùn ngụt thì tưởng là xe tải bị trúng bom. Thế đấy, kỹ thuật cao đến mấy thì cũng bị quân giải phóng xem nhẹ tựa lông hồng. Các nhà hoạch định kế hoạch của Mỹ đã mong muốn tiêu diệt càng nhiều xe tải càng tốt, đồng thời kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống cảm biến. Ngạc nhiên hơn là sau nhiều lần oanh tạc, ví dụ như là mùa khô từ năm 1970 đến năm 1971,
Không lực 7 của Mỹ nhận định rằng tỷ lệ phá hủy của không quân Mỹ đạt 84%. Có một lần, chỉ huy của Không lực 7 cho biết, đêm qua, các máy bay Mỹ đã phá hủy gần 300 xe tải trên đường mòn Hồ Chí Minh. Hắn hoành hoang rằng, đây là những thứ cuối cùng của Bắc Việt dưới sự tấn công của hỏa lực hữu hiệu của người Mỹ. Thế nhưng rồi, chính phía Mỹ không ngờ rằng, ngày hôm sau, tuyến đường mòn Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nhộn nhịp. Chứng tỏ, những con số mà Không lực 7 của Mỹ đưa ra chỉ là những con số mơ hồ. Năm 1970, báo cáo gửi về Mỹ là đã phá hủy được 12.368 chiếc xe tải, trong khi chính họ đã từng dự đoán cả miền Bắc chỉ có khoảng 6.000 xe. Nghe quá vô lý. Thậm chí, báo cáo của Không lực 7 còn nói rằng trong 7 lần, chiến dịch Commander Hunt đã phá hủy hơn 46.000 xe. Dĩ nhiên, từ năm 1959 đến năm 1975, đã có hàng nghìn người hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn. Có người chết do bệnh tật, đói rét hoặc do bom đạn Mỹ. Thế nhưng quân giải phóng không hề chùn bước. Miền Bắc vẫn đảm bảo chi viện rất tốt cho miền Nam ruột thịt. Chúng ta thấy rằng, quân Mỹ đã phải tốn hàng tỷ đô la mỗi năm. Các máy bay ném bom tiến hành đến 426.000 lượt công kích, khoảng 30.000 lượt của máy bay B-52. Và không quân Mỹ đã tổn thất khoảng 427 máy bay có cánh cố định, hơn 200 trực thăng do bị bắn rơi hoặc tai nạn, khoảng 500 người Mỹ mất tích ở Lào. Các thiết bị hiện đại bị vô hiệu hóa bằng những cách đơn giản nhất, và Mỹ cũng chẳng biết cuộc săn xe tải ấy hiệu quả đến đâu. Rõ ràng, Mỹ đã quá tốn công sức, trí tuệ cho cuộc săn xe tải trên đường Hồ Chí Minh và đáng lòng khi nhận cái kết thảm. Các bạn vừa theo dõi cuộc chiến săn xe tải trên đường mòn Hồ Chí Minh. Bạn có cảm nhận như thế nào về kế hoạch này của Mỹ? Hãy chia sẻ với Chân Dung Lịch Sử bằng những bình luận phía dưới video nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.